Xin chào các em, chúng ta tiếp tục bài học. Bây giờ thì chúng ta sẽ xét cái bài tập về liên quan đến hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp. Thì ở đây đề bài chúng ta cần phải phân biệt câu hỏi nhé. Người ta ở đây người ta bảo là liệt kê các hoán vị. Liệt kê các hoán vị chứ không phải là đếm số hoán vị. Liệt kê ra thôi, nó giống như là cái kiểu chúng ta vẽ biểu đồ cây ấy. Khi mà nó ít phần tử chúng ta liệt kê nó rất là dễ. Cái con đứng đầu có thể là A, đứng sau có thể là B. Viết cái kiểu này luyện dần cho nó quen này. Cũng kiểu như này này, có thể đứng đầu là A, tiếp theo có thể là B, vân vân. Đấy, làm cái kiểu này thì nó rất là dễ hiểu. Đứng đầu có thể là A, tiếp theo có thể là B hoặc là C. Thế khi đứng đầu là A, đứng sau là B rồi thì tiếp theo là chỉ có thể là C, có thể là B. Như vậy đối với cái trường hợp này chúng ta có là A, B, C, A, C, B. Xong là tương tự như vậy, đứng đầu có thể là B, tiếp theo có thể là A, có thể là C. Thì B rồi, A rồi thì tiếp theo chỉ là C. B rồi, C rồi, tiếp theo chỉ là A. Như vậy đây sẽ là B, A, C. Rồi B, C, A. Tương tự như vậy em viết nốt cái con C cuối cùng. Rồi hết ra C gì? C, A, B. Đây chỉ là có thể là B, đây có thể là A. Như vậy là C A B C B A. Đấy. Trong câu trả lời chúng ta có. Thế là xong. Trả lời thì chúng ta chỉ ghi cái dưới cùng thôi. Còn ở trên thì để viết biểu đồ cây để chúng ta hiểu bài. Đấy. Hoán vị của 6 của 3 phần tử ABC là 6 cái như trên bảng. Rất là dễ dàng. Bài toán đã giải quyết xong. Còn bao giờ nó bảo là đếm số hoán vị thì chúng ta sẽ bấm loại khác. Tiếp tục. Có bao nhiêu hoán vị của tập hợp A, B, C, D, E mà phần tử cuối cùng là A? Phần tử cuối cùng là A thì có nghĩa là cái con cuối cùng nó là A rồi, còn những con còn lại thôi thì nó chính là 4 dây thừa. Kết quả là bằng 4 dây thừa bằng 24 sau. Bài toán được giải quyết xong. Rất dễ dàng. Bởi vì cái hoán vị này nó bắt buộc cái sự cuối cùng nó phải là A mà. Thì như vậy chỉ có 4 con đứng đầu nó đổi vị trí với nhau thôi. 4 con còn lại đứng đứng ở phía trước ấy. Thì nó là hoán vị của B, C, D và E. Vậy sẽ có 4 dây thừa. Bài toán được giải quyết xong. Rất là dễ. Đấy, nó bảo bắt phần tử cuối cùng là A hay phần tử đầu tiên là A hay phần tử ở giữa là con A cũng thế thôi, cách giải hoàn toàn giống nhau. Chúng ta hiểu nôm na nó có 5 vị trí. Như này cho nó dễ hình dung. A1, A2, A3, A4, A5, đúng không? Hoán vị thì nó có dạng như này, trong đó A5 bắt buộc phải bằng bằng A. Đấy. Thế thì một cái bộ A, A1, A2, A3, A4 này thì là một tổ hợp, là một hoán vị của 4 phần tử. Trừ cái con A ra. B, C, D, E, đúng không? Như vậy cái con A5 này nó chọn rồi, nó bắt buộc nó phải bằng A rồi. Thì như vậy nó chỉ có một cách thôi, còn những cái còn lại đấy hoán vị là như vậy là bằng P4. P4 là bằng 4 dây thừa. Thì như bằng 24. 1, 2, 4, 5, 6. 4 nhân 3 nhân 2. Đúng rồi. 24. Thế đấy là nó có thể bảo nằm quân cuối cùng, nằm ở đầu tiên cũng thế, mà nằm ở vị trí giữa cũng vậy thôi.
Đấy, thì chúng ta sẽ viết là A1, A2, A3, A4 là một hoán vị của bốn phần tử B, C, D, E. B, C, D và E. Do đó sẽ có B4 bằng 4, 4 giai thừa bằng 24. À, cái hoán vị thỏa mãn đề bài, tức là bắt buộc con A phải ở đúng cuối cùng. Được chưa? Còn nếu như chúng ta quên mất cái hoán vị thì chúng ta sẽ làm là cái gì? Sau cái này thì như vậy là A1 sẽ có 4 cách chọn trong 4 phần tử còn lại trừ A đấy, tức là B, C, D, E. Sau khi chọn A1 xong thì cái A2 phải thuộc vào cái tập hợp của B, C, D, E trừ đi A1. Như vậy chỉ còn 3 cách. Cứ thế chúng ta sẽ viết được hết. Hoán vị là cái trường hợp đặc biệt của quy tắc nhân, có cái gì đâu. Rồi, như vậy bài này được giải quyết xong. Rất dễ dàng. Bài 33. Có bao nhiêu thứ tự có thể xảy ra trong cuộc đi thi hai vận động viên Quỳnh Thu Trâm? Dạ. Em thấy là theo em thì sẽ có 20 giai thừa. Chính xác, 20 giai thừa là câu trả lời chính xác. Trịnh Thu Hằng. Dạ có ạ. Câu này là A3 của 12 ạ. A3 12. Tức A3 12 là cái gì? Là cái gì nhỉ? Chính hợp ấy ạ? Ừ, số chỉnh hợp chập. Chập chập K là 3, chập 3 của 12. Đúng rồi. Số khả năng xảy ra ở đây là A3 12. Em còn nhớ cách bấm máy không? Dạ có. Bấm đi bằng bao nhiêu? Đại 12 B3 này bằng 1.320. Có bạn nào có đáp số khác không nhỉ? Cái bài này có thể giải bằng cách khác là chúng ta sử dụng quy tắc nhân. Bây giờ về nhất có thể là một trong 12 con ngựa. Có 12 cách. Sau đó về nhì thì phải trừ con về nhất đi. Thì như vậy là có 11 cách. Bởi tức là một trong 11 con còn lại nó về nhì mà. Tại vì các đã con về nhất rồi làm sao nó về nhì được nữa. Để nhắc lại là bởi vì ở đây đề bài bảo là mọi thứ tự đều có thể xảy ra. Thì ngoài cái cách làm của bạn 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 tự nhiên là quên tên Trịnh Thị Hằng ra thì chúng ta có thể, hay là Thảo nhỉ, đấy, thì là chúng ta có thể là bằng cách là về nhất nhé thì là một trong 12 con ngựa là có 12 cách, sau đó về nhì thì chỉ là một trong 11 con còn lại thôi, sau đó về ba thì còn lại là bao nhiêu, 10 con. Như vậy là 12 nhân 11 nhân với 10, kết quả thật đau lòng đúng bằng đáp số của bạn vừa nói đấy. Thế là mới hay. Máy tính đây. Chiến luôn. 12 nhân 11 nhân 10 1.320, hay là đọc như bạn đấy là số tổ hợp chuẩn hợp chập 3
của 12 phần tử thì bấm 12 trước, 12 ship. Dấu nhân đây này, NPR này. P là viết tắt của chữ permutation, tức là hoán vị. 3, úm 33 mở ra đáp số 1, 2, 3. Úi giời ơi, vẫn bằng 1320. Đấy, hai cách giải nhé, bài này hay, giải hai cách. Giải hai cách. Đấy, thế là cái cách thứ nhất là giống như bạn đấy. Và cách thứ hai là cũng là giống như thầy vừa hướng dẫn đấy, tức là có hai cách giải. Cách 1. Cách thứ nhất ở đây là cái số về nhất số khả năng về đối với vị trí nhất nhì ba trong cuộc đua có mẹ này chấm mẹ chính là bằng số chỉnh hợp chập 3 của 12 phần tử. Thế biết rồi, ở đây không có con nào là về đồng, đồng là nhất, đồng là nhì. Có thể xảy ra đối với việc vị trí nhất nhì ba trong cuộc thi có 12 con ngựa chính là bằng số chỉnh hợp ba của 12 phần tử, ở đây là con ngựa đấy, phần tử. Như vậy là nó bằng a 3 12. Đấy, các em bấm máy ra thì là bằng 1320, đúng không? Đấy là cách làm nhất, rất xong. Cách làm thứ hai thì là thế này. Cách làm thứ hai ấy là một trong 12 con ngựa về nhất, như vậy là về nhất có 12 khả năng. Một trong 12 con ngựa về nhất sẽ về nhất. Như vậy là về nhất là có 12 khả năng. Sau đó đã có nghĩa là có nghĩa là đã có con về nhất rồi, thì bây giờ chỉ còn 11 con, đúng không? Sau đó thì một trong 11 con ngựa còn lại về nhì. Như vậy là có mười một khả năng về nhì. Sau đó lại tiếp tục một trong 10 con còn lại thôi. Thế bây giờ hai một con về nhất, một con về nhì rồi thì chỉ còn 20 con đấy chứ, đúng không? Sau đó một trong 10 con ngựa còn lại sẽ về ba. Như vậy là chúng ta sẽ có 10 khả năng, 10 khả năng xảy ra ấy. Vậy thì theo quy tắc, đây là phải quy tắc nhân. Vì sao lại là quy tắc nhân? Bởi vì đây là nó liên tiếp, con về nhất rồi phải có con về nhì, phải có con về ba. Nó chỉ quan tâm đến nhất nhì ba thôi. Vậy có theo quy tắc nhân là chúng ta có là gì? Ta sẽ có 12 nhân 11 nhân với 10 bằng đúng 1320. Khả năng xảy ra thật. Và bài toán được giải quyết xong. Hay quá. Bài toán được giải quyết xong. Bài bài này nó rất dễ, nó chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta biết ở đây là 1320. Thế sau nó có thể chuyển thành là C3 12 thì bằng bao nhiêu? C3 12 hoặc là có thể là 12 mũ 3, có thể là 3 mũ 12. Đấy, đưa thêm phương án gây nhiễu vào. Nó sẽ trở thành câu hỏi trắc nghiệm. Có gì đâu. Câu này có trở thành câu hỏi trắc nghiệm, nó bổ sung cái phương án là 1320 vào cái ba phương án nữa thì nó trở thành câu hỏi trắc nghiệm. Ngon lành có gì đâu. Cho nên là mình phải biết cái làm tự luận trước, sau đó rồi nó hỏi trắc nghiệm mình vẫn làm được. Nhưng mà nếu như mình không luyện nhiều ấy, thì là đấy
là sẽ dẫn tới cái việc là mình trình bày là không đủ thời gian, không đủ thời gian thế là bị mệt. Đấy, cách một là thế, cách hai là dưới. Bài toán được giải quyết xong. Dưới là cách hai. Bây giờ bài 35. Ở đây chúng ta cần phải xử lý cái chuyện là nam nữ xếp thành xen kẽ một hàng. Cái bài toán này nó giống như cái bài phổ thông ấy. Các em cứ thấy cái bài nào các em rắc rối cái em gõ trên mạng em tìm là ở trên mạng nó đầy lời giải tương tự. Thì bây giờ đề bài chúng ta hãy bảo là nam nữ xếp xen kẽ một hàng, thì bây giờ để thuận lợi thì chúng ta sẽ đánh số. Đánh số để cho nó dễ dễ nói. Đánh số là như thế nào? Đánh số là đánh số chứ có cái gì đâu. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, vân vân. Nó có nam là N, nữ N đúng không? Rồi, xen kẽ thành một hàng. Nếu như vị trí thì như vậy là nam nữ xen kẽ thì có thể xảy ra tình huống là nam ở vị trí chẵn hoặc là lẻ. Chẵn hoặc là lẻ. Đấy, thì như vậy là chúng ta sẽ viết là trường hợp thứ nhất là nam chẵn, nữ lẻ. Nam ở vị trí chẵn, nữ ở vị trí lẻ. Hoặc là ngược lại. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cách xếp kiểu này. Nam ở vị chẵn, nữ ở vị trí lẻ hoặc ngược lại, nam ở vị trí lẻ, nữ ở vị trí chẵn. Như vậy có hai cách đã, đúng không? Sau đó bản thân những cái người nam đổi vị trí với nhau. Bản thân những người nam có thể đổi vị trí cho nhau. Có thể đổi vị trí cho nhau và nữ cũng vậy. Như vậy là nam ấy đổi vị trí cho nhau thì sẽ có n giai thừa cách, nữ đổi vị trí cho nhau thì sẽ có n giai thừa cách. Như vậy là chúng ta sẽ có 2 nhân với n giai thừa nhân với n giai thừa. Bài toán được giải quyết xong.
Đấy là cái câu thứ nhất. Nam nữ xen kẽ, nhưng mà đứng vòng tròn. Nam kẽ nữ xen kẽ đứng vòng tròn, câu này hỏi khó hơn. Câu này nó rơi ra ngoài cái phần chúng ta đang học. Đây là hoán vị vòng quanh. Thế cái câu C thì là cả hai nhóm thành hai hàng, sao cho đối diện một nam là đối diện với một nam là một nữ. Thì chúng ta sẽ viết như thế này để chúng ta biết. Thế ra thì nếu ý chính thì còn đâu các em phải tự trình bày nốt. Đối diện một nam phải là một nữ. Mình đánh số mà, tiện mình đánh số cho nó dễ hình dung. Đối diện với một nam là một nữ nhá. Chứ nó không nói là bên cạnh kề bạn, bên cạnh nam là một nữ. Đối diện là một nữ. Ở vị trí số 1. Ở vị trí số 1. Ở vị trí số 1 chúng ta sẽ có bao nhiêu cách chọn? Vị trí số 1 chúng ta có bao nhiêu cách chọn nhỉ? Nguyễn Đức Anh. Nguyễn Đức Anh gọi không thấy gì là vắng. Nguyễn Đức Anh thì là vừa nãy bảo là em vào muộn, em đi tiếp xúc với ba F0, bây giờ hỏi không thấy tên đâu thì thôi. Nguyễn Thu Thảo nhỉ. Nguyễn Thu Thảo. Lạ nhỉ, lớp này rất đặc biệt, rất nhiều người nghỉ. Học hành thế này thì làm sao được thi được. Đây rồi, Nguyễn Thị Thanh. Nguyễn Thị Thanh không trả lời gì. Đi chơi quá đà, Nguyễn Thị Thanh sẽ tính là vắng nha. Thôi, tính là vắng thành công thi chết rồi. Ở vị trí số 1, ở vị trí số 1 hiện nay chúng ta đang có N nam, N nữ. Như vậy ở vị trí số 1 chúng ta sẽ có 2N cách. Bởi vì cả thầy chúng ta có 2N người mà. Vị trí số 1 chúng ta sẽ có 2N cách. Thế đề bài bảo là phải đối diện với vị trí này là phải là đối diện với nam phải là nữ, đối diện với nữ phải là nam. Như vậy ở cái vị trí này thì sẽ có bao nhiêu cách? Nếu như cái người ở trên là nam thì ở dưới phải là nữ, ở dưới là nữ, ở trên này phải là nam. Thì như vậy là chúng ta sẽ có n cách. Ví dụ nhé, nếu mà nam ngồi ở trên thì là chúng ta mất một nam rồi. Xuống dưới ở vị trí dưới này là phải là một nữ. Nữ ở đây nó có n người, như vậy là n cách. N trừ 1 ạ. Sao lại lấy n trừ 1? Nhầm N N trừ 1. N ạ. Đúng rồi. Ví dụ nhé, thầy lấy đơn giản là trên là nam rồi đúng không? Thì ở dưới phải là nữ, Vâng. mà nữ là có N người chứ. Đấy, khi nào chúng ta quên chúng ta có thể lấy cụ thể ra thì chúng ta sẽ hiểu. Rồi, thế như vậy là sau cái cột này, sau cái này thì chúng ta đã mất đi là một nam một nữ. Và quá trình tiếp tục giống như thế. Mất một nam một nữ mà bây giờ hiện tại còn lại là 2N trừ 2 người, đúng không? Một nam một nữ mà. Như vậy thì cái vị trí số 2 này sẽ 2N trừ 2 người. Xong ở dưới này sẽ là N trừ 1. Giống như thế. Đấy, tức là ví dụ ở trên là nam thì ở dưới phải là nữ. Và ngược lại nếu trên là nữ thì dưới phải là nam. Như vậy là sẽ có N trừ 1 cách. Và cứ thế chúng ta giảm dần đi. Ở trên thì mỗi lần giảm đi 2, còn ở dưới mỗi lần giảm đi 1. Nó ra cái quy luật. Như vậy ở phía trên chúng ta sẽ có là 2N. Ở trên ấy, 2N này. Xong đến 2N trừ 2 này. Xong đến 2N trừ 4 này, đến cuối cùng thì là 2 là số 2 thôi. À, ở dưới này, N này, N trừ 1 này, N trừ 2 này, 1. À, từ đó chúng ta sẽ rút được ra. Ở trên chúng ta thấy tất cả đều có N, có con số 2 đặt ra là 2 mũ N, còn lại là N nhân N trừ 1, nhân N trừ 2 vân vân, nhân đến 1.
ở dưới thì là n nhân với n trừ 1 nhân với n trừ 2 nhân 3 chấm nhân với 1. Như vậy là sẽ bằng 2 mũ n nhân với n dây thừa nhân tiếp n dây thừa, và bài toán đã giải quyết xong. Bài này lên trên đại học gặp mà gặp ở lớp 11 trong chương trình nâng cao, giáo viên cũng dạy bài này. Dạy cả cái hoán vị vòng quanh nữa cơ. Thế mới khủng. Thế mới sợ. Sợ thật. Rồi, như vậy câu này đã được giải quyết xong. Đấy, có bao nhiêu cách chọn một tập hợp 5 chữ từ bảng chữ cái tiếng Anh? Ở đây tập hợp thì đó là nó có thể đổi vị trí thoải mái, ABCD thì nó cũng như là BCDA. Cho nên là nó không phụ thuộc vào thứ tự, mà như vậy là nó phải là số chỉnh hợp, à số tổ hợp chập bậc 5 của 26 phân tử. Đấy, C526 là bài toán được giải quyết xong. Chứ không thể dùng chỉnh hợp trong bài này được nhé. Và đây là nó bảo là tập hợp mà. Nó không phụ thuộc vào thứ tự. Mỗi một cách chọn. Tập hợp gồm 5 phần tử, gồm 5 chữ từ bảng chữ cái tiếng Anh là một tổ hợp chập 5 của 26 phân tử. Vì ở đây là 5 chữ cái, ví dụ A, B, C, D, E thì nó cũng như là B, C, D, E, A thôi. Tức là nó có thể đổi vị trí thoải mái. Như xin nó là tổ hợp chập 5 của 26 phân tử, bởi vì bảng chữ cái tiếng Anh có 26. Rồi, do đó số cách chọn một tập hợp chính là bằng số chỉnh hợp chập 5 của 26 phân tử. Và từ đó các em bấm máy ra là xong. Đấy là xong. Bài toán được giải quyết xong. Tiếp tục. Thế bài này nó liên quan đến hoán vị lập. Cầu thủ. Một đội bóng gồm 15 cầu thủ có bao nhiêu cách chọn? 11 cầu thủ để thi đấu. Ở đây tức là người ta chỉ chọn 11 cầu thủ ra chứ không nói về thứ tự. Như vậy trong câu này sẽ là C 11 15. Còn câu B là sao cho mỗi cầu thủ chơi ở một vị trí đã định, thì có nghĩa là C là A 11 15. Đấy. Tiếp tục câu C thì là trong 15 cầu thủ có 4 cầu thủ dự bị, hỏi có bao nhiêu cách chọn 11 cầu thủ, sao cho có ít nhất một cầu thủ dự bị, thì chúng ta sẽ dùng nguyên lý bù trừ để bài phủ định có ít nhất một cầu thủ dự bị là không có cầu thủ dự bị nào. Vậy thì nó sẽ lấy bất kỳ trước, tức là 11 C 11 15 trừ đi C không lấy dự bị nào thì chỉ là C 11 11, thế là xong. Rất dễ. À, mấy cái bài đám cưới cô dâu chú rể thì chúng ta tra trên mạng, tất cả những bài này đều có hết. Bây giờ là vấn đề khai triển nhị thức Newton.
khai triển nhiều thức Newton ấy, thì chúng ta sẽ có cái như công thức như thế này. Thầy giáo nhắc lại, sau đó chúng ta sử dụng và chúng ta học cái kỹ thuật bấm máy. Và sau đó có thể các em xem thêm ở trên cái kênh YouTube của thầy, thầy dạy từ lớp 11 nhưng mà nó nhiều lắm, các em vào đấy mà xem. Thì là A cộng với B tất cả mũ N thì nó có hai cách khai triển. Một là viết dưới dạng tường minh là C0N A mũ N cộng C1N A mũ 1 B mũ N trừ 1 cộng C2N A mũ 2 B mũ N trừ 2 cộng 3 chấm cộng CN trừ 1 N A B mũ N trừ 1 cộng CNN A mũ 0 B mũ N. Hay cách viết thứ hai là sigma K chạy từ 0 cho đến N CKN A mũ N trừ K B mũ K. Tức là cái dưới này thì chúng ta để ý là cái hai cái con này nó bằng nhau. Đấy. Thế còn hai thằng này cộng lại với nhau thì nó chính là bằng n. Nhớ đặc điểm nhận dạng thế để chúng ta khai triển ra. Tất nhiên là trên lớp thầy cũng đã dạy chúng ta cái kỹ thuật tính toán rồi, nhưng mà đây thầy giáo nói và hướng dẫn các em sử dụng thêm, đặc biệt là sử dụng máy tính thì chúng ta giúp tính một phát ra cả lò nhà nó chứ không phải đi tính lò dò từng cái một. Đặc biệt phù hợp với việc câu hỏi trắc nghiệm. Thầy ơi, cho em hỏi một chút ạ. Em hỏi gì? Hôm nay có tổng kết điểm không ạ? Bây giờ em đến một cái nhà một người em hỏi thế bác ốm bác có khỏi không? Thì em tính người ta sẽ trả lời thế nào? Em Câu đến đấy nó không quan. sao không liên quan? Thế tổng kết điểm để đi làm gì? À, người yêu đang nhắn đến gì? Nào mà phải tổng kết Không điểm đi, phải. nếu không là không cho cưới gì. Em muốn hỏi là thầy muốn ý là thầy có tổng kết luôn không hay là sau thầy mới ắc lên xong để bọn em tự trách? Thầy thì thầy lại hiểu là em bảo là thầy dạy chán lắm, dừng lại đi. Thầy sẽ chữa nốt bài này, sau đó thầy sẽ dừng theo đúng yêu cầu của em. Không, đấy là do thầy nghĩ thôi chứ em không không nói câu Người ta đấy ạ. đang giảng bài tự nhiên hỏi câu đấy thì khác gì bảo thầy dạy chán lắm, thầy nghỉ đi, thầy đừng dạy nữa. Bây giờ chúng ta viết như này. À, 2x trừ 3y tất cả mũ 5. Thì chúng ta sẽ viết ra thành là 2x cộng với trừ của 3y. Muốn xin nghỉ sớm đi đâu thì cứ nói thẳng ra. Không việc gì phải nói kiểu cái đấy. Ui giời. Ví dụ như hôm nay người yêu em đi lính, thầy cho em về sớm 30 phút để em đi tiễn nó đi, rồi sau đó hai đứa chia tay nhau cũng không vấn đề gì. Đến đây chúng ta coi như cái con này là con A và con này là con B. Đấy, áp dụng công thức khai triển thầy vừa nhắc ở trên, thầy giáo nhắc lại công thức tổng quát là C là K chạy từ 0 đến N này, CKN này, A mũ N trừ K B mũ K này. Đấy, bây giờ em áp dụng vào thầy vào đây nhá. Sigma này, K chạy từ 0 cho đến 5 này, CK5 này, 2x tất cả mũ 5 trừ K này. Ở trong cái phần này thì người ta nói đến hai, một cái là khai triển và một cái là tính hệ số và một cái là khai triển K. Thế nhưng mà học hồi lớp 12 thì là A nhân B tất cả mũ N thì bằng A mũ N nhân B mũ N. Cho nên ta tách cái này ra. Thì như vậy cái này sẽ là sigma K chạy từ 0 cho đến 5 CK5 2 mũ 5 trừ K nhân với x mũ 5 trừ K. Còn đằng sau là trừ 3 mũ K nhân với y mũ K. Thế x, y mũ K thì đẩy hết về đằng sau. Cái câu hỏi thứ nhất là khai triển nhé. Chốc là hỏi tiện hỏi luôn một cái để chữa luôn một bài ăn đôi luôn rồi thầy. Sigma K chạy từ 0 cho đến 5 này. CK5 này. 2 mũ 5 trừ K này. Trừ 3 mũ K này. X mũ 5 trừ K nhân với y mũ K này. Đấy. Bây giờ đề bài bảo gì? Đề bài bảo khai triển gì? Đề bài bảo khai triển thì là chúng ta sẽ bấm máy và phát ra cả họ nhé. Bấm máy như sau.
thi làm bài kiểm tra thì không ghi vào là bấm máy như sau, mà thầy giáo ghi để các em nhớ. Các em sẽ nhập cho thầy đúng như thế này, nhưng mà thay chữ K bằng chữ X. Đó là vào chức năng nó bằng thế này. 5CX nhân 2 mũ 5 trừ X nhân trừ 3 mũ X. Làm thế nào để nhập được như thế thì chúng ta làm như sau. Chúng ta bấm vào cái phím 1 và bấm vào cái phím Table là phím số 7 để chúng ta nhập đúng như cái chỗ mà thầy vừa viết xong. 5 này, Shift này, Chia này, tức là NCR đấy. Rồi sau đó là Alpha này, X này, nhân với này, 2 này, mũ này. Đấy. 2 mũ 5 trừ X này. 5 này, trừ đi này, alpha này, xc này, xuống dòng này, nhân với này, trừ 3 thì phải mở ngoặc, trừ 3 này, đóng ngoặc này, mũ này, alpha này, x lúc đầu các em chưa quen thì nó thầy giáo phải gõ chậm, x này, bằng này, bằng nếu có xuất hiện gx thì bằng tiếp start, ở đây chúng ta là số 0 nhé. N của chúng ta là cái số N, trong bài này là N bằng 5. Step ta để nguyên là 1. Một phát hết ra cả lò cho nó. Như vậy là cái hệ số đầu tiên của nó sẽ là 32. Chúng ta nhìn 32. Đấy. Sau đó chúng ta viết vào vào thôi. Như vậy là sẽ bằng 32 x mũ 5. Cực chuẩn luôn. Cái đoạn này là bấm máy nhưng vẫn phải ghi vào trong vở để chúng ta hiểu. Còn sau là bài kiểm tra không cần. Trừ đi tiếp này. Ta nhìn vào cái bảng. 240 mũ 4 y cộng với 720 x mũ 3 y bình phương. Cứ như thế diền nốt vào là xong. Đấy, đấy là sử dụng. Cái này bấm một phát ra hết. Còn nếu như các bạn giải bằng phương pháp viết tường minh thì các bạn sẽ phải tính từng cái một. Tính từng cái một, rõ ràng là mất thời gian hơn so với cái này mà tính một phát ra cả họ như nó. Tính một phát ra 6 cái luôn. Đấy, thế sau đó thì ta ví dụ bài này nó có thể chuyển thành câu hỏi trắc nghiệm. Đấy là câu hỏi thứ nhất là hỏi khai triển. Thế còn câu thứ hai người ta có thể hỏi là tính hệ số của x mũ 3 y mũ 2 chẳng hạn. Người ta có thể hỏi tính hệ số của x mũ 3 y mũ 2. Thế thì ta nói là hệ số của x mũ 3 y mũ 2 ứng với k thỏa mãn tức là hệ số mũ của x thì phải bằng 3 và mũ của y thì phải bằng 2. Đấy, có nhiều bạn chỉ viết mỗi mix mũ của x thôi, như thế là nhỡ mũ của y nó không đúng thế sao. Như vậy là mũ của x là 5 trừ k thì phải bằng 3, mũ của y thì phải bằng 2. Tất nhiên hai cái này đều dẫn tới k bằng 2 cả. Có bài đề bài sơ ý người ta đánh máy nhầm rồi chứ, hoặc là người ta cố tình trắc nghiệm rồi. Trên ra k bằng 3 mà dưới lại ra k bằng 2, thế là không có k nào thỏa mãn đâu. Thế sau khi biết được k bằng 2 rồi thì các em trả lại cái hệ số ở trên chính là cái biểu thức thầy vừa viết xong. Như vậy là hệ số của x mũ 3 y mũ 2 trong khai triển trên thì chính là C25 nhân 2 mũ 5 trừ 3 à trừ 2 tức là 3 nhân với trừ 3 mũ 2. Bài toán được giải quyết xong, tự bấm nút ra đáp số. Đấy, về nhị thức Newton thì có hai cái dạng bài chính như thế, một là khai triển và thứ hai là tìm hệ số trong khai triển. Còn một số bài tổng hệ số vân vân thì các em học đọc thêm chương trình.